Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày Tết này, nhiều sản vật nổi tiếng của Hưng Yên đã được các thương lái ở mọi miền đất nước bao tiêu, vận chuyển, đáp ứng nhu cầu, thưởng thức của nhân dân. Một trong những nông sản nổi tiếng đã hiện diện trong các gia đình mỗi khi Tết đến xuân về là quất cảnh Văn Giang. Điều đáng nói là quất bưởi Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã vượt muôn trùng sóng đến các gia đình ở các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, trong đó có huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trong bạt ngàn màu xanh bởi những cánh đồng trồng tỏi, đến huyện đảo Lý Sơn vào những ngày này, có thể dễ dàng gặp những khu trưng bày quất và bưởi cảnh Văn Giang được các thương lái vận chuyển ra đây để phục vụ các ngư dân chơi Tết. Năm nay thì em đi ra ngày Bắc, em ra tận Hưng Yên là em lấy quất với bưởi ở Hưng Yên về để bán Tết cho bà con ở trong Lý Sơn thử chơi, thử cái quất ở ngoài đó, thử có chuộng hay không. Tại Hưng Yên là nếu mà giá gốc á, thì tầm cây này là nó khoảng trên dưới 1 triệu, nhưng mà tiền vận chuyển là nó cao. Ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn có thói quen vươn buồm ra khơi đánh bắt cá vào những ngày Tết Nguyên đán. Vì thế bà con thường tổ chức ăn Tết sớm. Hôm nay, anh Phạm Văn Phú đã đi chọn cho mình một cây quất Văn Giang để đem về cùng gia đình đón xuân với mong muốn cầu cho trời yên biển lặng, gặp được nhiều luồng cá lớn. Cũng thấy năm nay cũng như quất Hưng Yên nó cũng lạ, cũng cố gắng cũng kiếm một cây về để mình chơi Tết. Quất Hưng Yên thì nó cũng rất là đẹp trái, nó nhỏ nhưng mà nó đều trái, nhưng mà ở đây thì họ cũng thích là cũng như nó mới mẻ, mới đem về đó. Dạ, cho nên anh em cũng đi xem để kiếm cây gì chân Tết chơi cho nó vui. Như vậy, từ những bàn tay khối óc của những người nông dân Văn Giang cần mẫn, hoa trái Hưng Yên đã đến với muôn nhà ở mọi miền Tổ quốc, trong đó có các ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn, góp thêm sắc xuân để ngư dân vui xuân đón Tết, vững tin bảo vệ biển trời quê hương.